Chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 85 ngày 20. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy dỗ. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy dỗ. Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 5 đến câu 6. Câu ghi nhớ Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 5. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Chúng ta đọc Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 5 câu 6. Kinh Thánh Thân Ước trang 216-217. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Câu ghi nhớ ở trong câu số 5. Tôi ghi nhớ nhé. Tôi màu câu ghi nhớ. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao?